thơm. Bỏ hết cà chua vô cho nó chín từ từ. Chút muối. À, mình đập cà, mình đảo cái cà ngược lại. Bỏ rau lên. Rồi mình bỏ trứng lên ha. Cái này là 3 hay 4 cái trứng rồi đó, thằng Tu mới làm đó. Trứng này nhỏ quá mà tôi cứ để lên thì đi. Lên úp nó lại xong. Rồi cái bắt đầu mình úp nó lại như vậy. Nó có cái bánh đó, các bạn thấy không? Ngon cho thằng Phu. Đây, ngon không? Đấy. Trút xuống cho thằng Phu nó ăn sáng rồi nó đi học. Mới đó.